Nguyên xin chào cả nhà nha. Bây giờ bữa nay á, bữa Nguyên có đi khám á, thì y tá có dặn Nguyên á là trước cái ngày mà đi đi trạm xá khám á, thì ở nhà mình test đường cả nhà, coi coi đường có lên không. Thì mình có mua cái cây test á, ở nhà mình test nè, nó như vậy nè cả nhà. Cái cây này mình đút vô đây. Cái này mình rút ra. Ở trong đây nó có cây kim nè cả nhà. Nhấn xuống. Ây da. Nó lên rồi cái mình ây da, quên lao nữa. Nó lên 3.9. Rồi y tá kêu mình á là phải ghi cái này lại. Cái này là lúc mình chưa có ăn, chưa ăn sáng nè cả nhà. Khi nào mình ăn á rồi mình test thêm lần nữa. Một ngày test 3 lần, sáng, trưa, chiều. Xăm tèn chiều anh ơi. Giờ ghi ghi cái này lại. Lúc này này chưa mình chưa ăn nè cả nhà. Rồi cái mình ăn sáng á, ăn sáng xong rồi mình test. Test thêm lần nữa. Rồi chiều á cái mình test thêm lần nữa. Cái này là mình chưa có ăn sáng nè cả nhà. 3.9. Mình kêu chồng mình ghi lại. Giúp mày bỏ. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Sống Malaysia. Sáng cả nhà Nguyên ăn sáng. Này là Nguyên uống ngũ cốc mà cả nhà. Ngũ cốc hạt. Cái loại ngũ cốc này à, Nguyên uống lâu dữ lắm rồi cả nhà. Nó không có ngọt, nó lạt lắm. Cái loại này là dành cho những ai mà tiểu đường á, uống cũng được nữa đó. Một hộp của nó hình như là 60 hay là 80 đồng, khoảng 400, khoảng 400 mấy tiền Việt Nam nếu như Nguyên nhớ không lầm. Tại vì cái hộp này Nguyên mua nó không có đổi giá nè. Quên rồi, lâu rồi quên rồi. Ngũ cốc là mình phải pha với nước ấm cả nhà. Ở đây Nguyên có chuẩn bị sẵn một ly nước ấm nè. Mình đổ vô. Chứ không có được pha với nước nóng. Giờ ăn sáng đây rồi, chồng Nguyên ăn rồi. Ổng ngồi kế bên. Ổng ăn xong ổng đi làm đó. Cái cây này Nguyên quên dùng. Sáng tết mà. Tết mà quên dùng. Tết nó không có đau mà kiểu như mình bấm vô kim nó chích vô mình giật mình đó cả nhà. Mình đi trạm xá mình trạm y tế mình test cũng được, nhưng mà kiểu như mình test ở nhà để cho
khỏi mất thời gian. Mua cái hộp, mua hộp đó hình như không có nhiêu tiền hết trơn đây nè, có hình như 50 đồng, 50 có 60 giờ, giờ nấu Nguyên cũng quên. Nguyên cũng có chia sẻ trong video. Ăn sáng xong cái khoảng 2 tiếng mình test thêm lần nữa. Nguyên ăn hột gà luộc cả nhà với lại bánh mì khoai môn. Bánh mì khoai môn. Sáng Nguyên ăn sáng đơn giản. Vậy là uống ngũ cốc. Hồi chồng Nguyên đi làm à. Tại vì mình có bầu á, bác sĩ muốn theo dõi đường á cả nhà, sợ mình tiểu đường trong thai kỳ á. Tại vì bác sĩ nói á, y tá nói á, mình có bầu á, đa thường thì những bà bầu thường mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ lắm. Nguyên ăn hột gà Nguyên không thích ăn lòng đỏ cả nhà. Hồi đó thì thích, giờ không thích. Có bầu cái thay đổi máu huyết á, ăn uống cũng thay đổi kỳ cục. Đúng không? Cha nội khùng như ngồi cứ nhìn ăn cười quá. Đi cha. Nguyên không quay ổng nói chuyện giống tưởng là tưởng Nguyên khùng à. Nguyên quay trọng Nguyên cho cả nhà xem. Cả nhà xin chào cả nhà, uống cà phê đi làm nữa. Ông nói uống cà phê ông đi làm. Mau vô cho chị Trần. Đi ngủ đi. Không đi làm. Quay cho cả nhà coi. Đẹp mà mở mắt rồi. Đẹp trai rồi rồi đi chứ, nhắm đẹp trai rồi đi cũng phải cũng được. Chết luôn à. Ói quá bà ơi bà, cho con ói một cái. Là đi ngủ đi quá. Ngủ luôn. Chết. Nguyên định mua trứng ngỗng ăn cả nhà. Ăn trứng. Ăn trứng. Mà Nguyên nhớ lại á, trứng gà hôm Nguyên có bầu á, Nguyên ăn trứng gà hôm Nguyên cũng cảm thấy tăng. Nguyên mà ăn trứng ngỗng chắc Nguyên chịu hết nổi quá cả nhà. Cho nên Nguyên suy nghĩ rồi Nguyên không mua đâu. Nguyên cũng có hỏi bác sĩ là ăn trứng ngỗng này kia vậy đó. Bác sĩ nói ăn trứng ngỗng với trứng gà nó cũng giống như nhau thôi, nhưng mà kiểu như trứng ngỗng á nó bự hơn á, với lại á tốt nhất là bầu á. Nguyên á nha, Nguyên á đừng nên ăn trứng ngỗng, sợ bị tiểu đường thai kỳ á cả nhà. Trời luôn mà, ngoài răng thì gì vậy? Tại vì á Nguyên, mẹ Nguyên bị tiểu đường á, kiểu như bác sĩ cũng sợ là mình bệnh tiểu đường di truyền á, nhiều khi mình có bầu mình cũng có bị tiểu đường á. Cho nên Nguyên cũng không dám ăn nữa nha. Ăn trứng gà được rồi, với lại trứng ngỗng nó tăng dữ lắm. Cái mùi nó Nguyên chịu không nổi. Ăn. Nguyên ăn cái này nha. Cái vỏ trứng gà Nguyên để lại. Biết chim cả nhà. Nguyên đổ vô cái chậu cây của Nguyên á. Để Nguyên làm Nguyên trộn với lại cái đất á cả nhà. Ơi bữa nay mặt Nguyên bớt mụn mà cả nhà ơi, hết mụn rồi. Mặt Nguyên hết mụn rồi. Bữa ngán á chắc Nguyên nghĩ là Nguyên ít uống nước hay sao mà. Hay là sao Nguyên cũng không biết nữa. Nổi mụn quá trời luôn, bữa nay mặt Nguyên hết trơn mụn á nghe cả nhà. Đừng ai quở Nguyên nữa nha. Có nhiều bạn nói Nguyên á,
sao có bầu mặt mày mụn quá nhìn xấu quá. Thịt trai à? Hai mảnh chèn vợ hỏa duyên ở đây hình to bim bơ hình sầu à đẹp à. Cháu Nguyên nói với chồng Nguyên, chồng Nguyên la Nguyên bầu bì xấu đẹp gì. Ăn uống khỏe mạnh là được rồi. Chồng Nguyên sợ Nguyên buồn á cả nhà, Nguyên không có buồn. Bình thường cả nhà ơi, mụn không mụn, với lại da của Nguyên á nổi mụn á, nó mau lành vậy lắm. Với lại mình ăn uống á cả nhà, ăn trái cây, ăn rau nhiều quá, nó mau hết mụn á. Ý lộn kêu sao ta, thâm á, thâm mụn á, nó bao vậy lắm, mau hết. Có nhiều người á mụn á, người ta đợi cả năm á, người ta mới hết thâm á. Nguyên mau ngộ ngày da của Nguyên là da độc, mũi chích một cái ha là làm ghẻ. Mà con được con cái làm nó không có để lại thẹo lâu giống như người ta, bởi vì da của Nguyên ít có thẹo. Có thẹo bự cỡ nào bự chứ cũng cỡ một năm là từ từ nó cũng mòn. Hôm bữa đó, hôm bữa Nguyên mổ bú á, để thấy không? Không, để kỹ á mới thấy mổ đường dài vậy lắm luôn mà nhìn không có thấy thẹo đâu. Nhiều người ta không biết, ta nói mình có hòm á, mình nói người ta mới biết là mình cái dấu này dấu mổ. Bài di lòng đi chồng nó đi la, mình nói á người ta mới biết là cái này là dấu mổ. Quay lên rồi cả nhà để ý dữ lắm mới thấy nó giống như một đường găng cổ mình à. Lúc trước mình làm công ty á, có cô đó cổ cũng mổ bú, nhưng mà cái dấu mổ cổ nhỏ xíu ngắn của Nguyên là dài cả gang tay á cả nhà, tại vì một bú của Nguyên nó bự, của cổ một bú nhỏ xíu, cái dấu nhỏ xíu, dấu nhỏ chứ không bự, mà là cái dấu mổ nó lòi ra giống như con gích vậy cả nhà, tại vì da của cổ nó da cổ độc, cổ ăn cử lắm luôn á mà bị. Còn Nguyên thì da độc mà không biết sao nó không có ấy cả nhà ơi, không có lòi, hay là kiểu như tại Nguyên ăn á cả nhà, ăn uống mà Nguyên cũng đâu cử đâu, hồi đó còn nhỏ mà đâu biết gì, cho nên đâu cử. Mổ xong tháng sau đi lên đi làm công ty tiếp. Chỉ mà chỉ chưa lành nó lên nồng một ti tiếp rồi. Vậy nhiều bạn không biết có bầu mặt mụn xấu quá, xấu đẹp gì bầu ai không vậy, thay đổi máu huyết mà bình thường thôi. Kiểu như người ta không thích mình, người ta nói gì cho mình buồn á nha. Mình không có buồn không ai nha. Chứ có phân biên chủ. Cho mình nói chồng mình chậm la mình. Đúng không? Không. Bầu bì là đẹp gì? Đẹp. Người ta bầu về rồi nữa. Thôi. Đậu quá. Thôi, đúng quá. Chậm nó đấy. Anh không chơi em xấu đâu, em đừng nghe người ta nói rồi buồn. Không có buồn, không có buồn. Chứ là hồi nào giờ Nguyên đâu có tự tin là Nguyên đẹp đâu cả nhà. Cũng may á, là Nguyên á, Nguyên không có thích ăn ngọt cả nhà, hồi nào giờ luôn. Nhưng mà bác sĩ nói kiểu như mình bị gia đình mình có người tiểu đường á, sợ mình bị di truyền thôi. Cho nên hả, kêu mình hạn chế ăn ngọt, chứ kêu Nguyên ăn ngọt Nguyên ăn không có được, hồi nào bây giờ luôn. Không biết ai thì sao nha, chứ sáng sớm nha, tại vì Nguyên ăn ngọt không được ở nhà, hồi đó Việt Nam á hả. Hình như là Nguyên có ăn ngọt á, ăn khẩu vị bình thường giống như người Việt á,
từ hồi mà Nguyên qua bên Mai xa tới giờ ăn theo khẩu vị, ăn theo kiểu gia đình của chồng Nguyên ăn lạc á, thì qua mà cả nhà ăn biết rồi đó, là Nguyên không ăn ngọt, ăn theo khẩu vị của người qua luôn, lạt nhách luôn, không ngọt không lạnh không uống nước đá luôn á cả nhà. Mười mấy năm mà Nguyên ăn, bởi nhiều bạn người ta thấy Nguyên ăn á, cái nhiều bạn nói trời công nhận Nguyên ăn hay thiệt, ăn theo khẩu vị của người qua. Tại vì biết cả nhà biết sao không, phải Nguyên ăn hay đâu, Nguyên không có biết nấu món Việt Nam cả nhà ơi, Nguyên không có biết nấu, ở Việt Nam Nguyên không biết nấu nồi cơm hay sao luôn. Cái qua đây cái mình ăn uống theo bên đây á, với lại mình sống theo bên đây cái mình biết nấu á, tập nấu. Ở nhà con mình không nấu ăn ai nấu giờ, rồi cái biết nấu luôn tới giờ luôn. Nhưng mà nấu món người qua thôi nha, món Việt Nguyên kém lắm, biết xong cả nhà bây giờ kêu Nguyên tập Nguyên nấu món Việt Nguyên cũng không biết nấu nữa. Tại vì món Việt Nam á nấu công phu dữ lắm, còn để gia vị muối đường bột ngọt nước mắm này kia, còn món người qua dễ lắm cả nhà, nước tương muối làm tới hai thứ đó nêm làm tới. Cho nên nhiều khi mà mình kêu Nguyên nấu món Việt Nam á mà nêm nếm theo khẩu vị Việt Nam, Nguyên không, Nguyên nhát tay dữ lắm cả nhà, Nguyên không dám nêm, thà ai nấu nó Nguyên ăn. Nguyên ăn lạc lắm, ăn theo khẩu vị này mười mấy năm rồi. Ở nhiều bạn ta sống, từng sống ở bên Malaysia đã biết, thấy Nguyên ăn như là bình thường. Chồng Nguyên chuẩn bị đi làm, Nguyên thì trưa nay chồng Nguyên nói bữa nay đi làm về sớm, Nguyên kêu chồng Nguyên đi làm về sớm về nhà ăn cơm, chứ ổng mua cơm ngoài không ăn cả nhà, Nguyên sợ ổng mua cơm ngoài không ăn, Nguyên đi lấy thịt gà cả nhà ơi. Nguyên lấy thịt gà Nguyên để ở ngoài nè, cái hồi cái Nguyên hầm hầm thuốc bắc uống. Nguyên bầu á cả nhà, Nguyên có uống cái loại thuốc sắt này nè, cái này là bác sĩ kêu Nguyên uống nha, chứ không phải Nguyên Nguyên tự mua uống. Những loại thuốc mà Nguyên uống á đa số là bác sĩ kê cho Nguyên uống, bây giờ Nguyên chỉ còn uống hai loại này thôi, vitamin D san, D ba chứ lộn, nó lộn tiếng qua cho nghe, D D ba với lại cái loại thuốc sắt này nè, cái này thì uống kiểu như sợ mình bị vàng da cả nha, kiểu như mình phơi nắng cũng được nhưng mà kiểu như bác sĩ nói sợ Nguyên bị vàng da, tại vì Nguyên trắng đó cả nha, trắng theo kiểu mà không có ánh nắng á, cho nên cũng bác sĩ kê cho Nguyên uống. Nguyên không biết hai cái này uống có kỵ với nhau không, cho nên Nguyên không có uống một lượt. Nguyên uống thuốc sắt, ăn no xong rồi khoảng 5-10 phút á, cái Nguyên uống thuốc sắt xong thì nước vitamin D á, thì Nguyên khoảng nửa tiếng đó, Nguyên mới uống cả nha. Xong rồi ha, bây giờ đợi khoảng 2 tiếng nữa Nguyên sẽ test tiểu đường thêm lần nữa. Quên nữa cả nhà, Nguyên uống ba loại thuốc chứ không phải một loại, Nguyên quên nè. Với lại cái một loại này nữa nè, cái loại thuốc này á, thì bác sĩ nói là Nguyên uống khi nào mà bầu được 32 tuần thì không uống nữa. Cái vị của nó giống như là nước cam vậy đó, cái vị của nó giống như cam mình vậy cả nhà. Đó. Uống khi nào bầu 32 tuần là ngưng, không uống nữa. Bây giờ là mình test đường nha cả nhà. Mình ăn sáng hồi nãy giờ cũng hơn 2 tiếng rồi đó. Giờ mình sẽ test đường. Làm cũng giống như hồi sáng vậy. Cái cây này. Cái này ghim vô á nó không có đau cả nhà, nhưng mà kiểu như mình bấm vô cái nó hơi giật mình,
nói không đau không đúng, không đúng, cái kim đâm vô mà không đau thôi được, cũng đau đó nhưng mà kiểu như nó chích một cái cả nhà, cái mình hết hồn á, chứ không có đau nhức nhói đâu. Ai có test đường rồi sẽ biết ha. Sáng mình quên lau, y tá nói với Nguyên là mình có thể test ba ngón nè, 1 2 3. Giờ mình test cái ngón này nha cả nhà. Sáng Nguyên quên lau cái nè, quên lau tay, mình rút cái này ra. Này, ở trong đây nó có cây kim nhỏ xíu à. Cái cây này á thì mình đút vô trong đây, nó cái nó nhảy lên nè cả nhà thấy không. Rồi mình bấm, mình bấm cho nó chạy xong. Cái này mình bấm vô đây, cái này là mình ăn sáng rồi nha cả nhà, 4.3 nè cả nhà, hồi sáng thì 3 chấm mấy quên nè, 4.3 cả nhà, 4.3. mình ăn sáng xong rồi nó lên đường xíu cả nhà, mình ghi vô trong đây. Hồi sáng là 3.9, giờ là 4.3. Máu trời nội này cả nhà, tại vì y tá kêu mình ăn lúc chưa ăn sáng với lại ăn sáng á, mình test lại hai coi nó có lên đường nhiều không. Mà Nguyên nghe nói là khoảng 7 trở lên là tiểu đường rồi đó cả nhà. Giảm máu nhiều dữ. Cái này á, mình rút cái này ra. Cái này cả nhà, mình nhắn vô một cái á, ở trong đó nó có cái kim. Để mình nhắn cho cả nhà xem nha, trong này nó có cái kim. Ý, mình nhắn lần là hết nhắn được rồi. Mình nhắn có 1 lần là hết nhắn được rồi cả nhà. Nhắn lần là hết nhắn được rồi. Trong đây nó có cái kim nhỏ xíu à, ngắn ngủn à. Mình giục, cái này mình giục. Mà hồi nãy hồi trưa Nguyên ăn bánh ngọt nữa chứ, nhưng mà bánh đó nó không có ngọt cho lắm cả nhà. Với lại bây giờ Nguyên bầu á, Nguyên ăn ngọt là không có hảo, tại chồng Nguyên mua, ông mua để ông ăn sáng ông đi làm đó. Hồi đó Nguyên mê ăn bánh đó lắm, nhưng mà ngộ nha, Nguyên uống cái gì á mà Nguyên để ngọt là Nguyên bị tào tháo dí nha. Nhưng mà Nguyên ăn bánh đó được cả nhà, nhưng mà nó không có ngọt dữ lắm đâu cả nhà. Ai ở bên Malaysia có ăn mấy cái loại bánh này biết nó không có ngọt giống như Việt Nam mình bán. Ôi chết hai chỗ cả nhà, cái ngón tay Nguyên, cái đầu ngón tay nó sưng. Giờ cái ngón này chiều nay Nguyên test, nếu bớt thì Nguyên test ngón này, thường thì Nguyên test ngón này hơn, nhiều hơn. Mình test xong á, cái cuốn sổ này nè là mình ghi những thông tin tên của mình mỗi lần mình đi khám á cả nhà, là mình đưa cuốn sổ này cho trạm y tế, cuốn sổ khám thai á, cuốn sổ khám thai của mình là cả nhà, đó, đưa cho trạm y tế ở nhà nước là ở trong đây nó ghi vô trong hết trong đây nè, mình đi khám cái mình đưa cuốn sổ này cho người ta. Bây giờ Nguyên hầm cái nồi canh nè cả nhà. Ở đây Nguyên có nấm hương, táo đỏ thì Nguyên lấy 10 trái cái Nguyên tách hạt ra, với lại kỷ tử. Ở đây Nguyên hầm canh gà đó, hồi sáng Nguyên có lấy ra để gã đông đó cả nhà. Bây giờ thì Nguyên sẽ để cái mấy cái gia vị này vô nha. Ở đây thì Nguyên nấu hai tô nước thôi cả nhà. Gà này thì Nguyên rửa sạch rồi đó, Nguyên lấy rượu trắng á cả nhà, rượu mà nấu ăn ở bên đây á, để Nguyên rửa cho cái gà mình nó không có bị hôi, cái mùi gà đó nó thơm nó ngon nữa.
mỗi lần Nguyên nấu gà hầm thuốc bắc nè là Nguyên không có chặt gà ra, tại vì gà hầm thuốc bắc á hầm hầu là nó mềm mà, ở đây nó chưa có lúc mà cả nhà, Nguyên để vô thêm miếng nước nóng nữa nha. Nguyên hầm đây hầu Nguyên ăn cơm trước, chiều thì chồng Nguyên đi làm và anh ăn sau. Bây giờ là Nguyên test cử chiều nè cả nhà. Test đường cử chiều. Chiều ăn cơm chiều xong rồi test. Nghe chích cái này giống như điện giật kia cả nhà. Làm cái tặc cái hết hồn. Anh giao tép mà anh. Ok. Tới ngón này. Bấm. Ý. Bấm. Ý chưa gỡ nó khùng thiệt chứ. Nó hiện lên xưa tiện ơ anh ơi, thấy rõ không cả nhà, thấy rõ không? 4.2 cử trưa thì đường nó lên ha, cử chiều đường nó xuống nè, 4.2 nè cả nhà. Xong rồi đó cả nhà, một ngày của Nguyên test đường. Thôi video của Nguyên đến đây kết thúc mất cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ video của Nguyên nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của hai chồng Nguyên nha. Xin chào.